Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 7 giờ chiều thứ tư ngày 18 tháng 8 năm 2021. Mình vừa đi tập thể dục, tiện ở đây quay cảnh cho các bạn xem hàng xóm ở trong cái quận Dorchester. Dorchester là một cái quận, nhưng mà thật ra Dorchester nó cũng là Boston. Boston thì trên toàn nước Mỹ luôn. Nước Mỹ là một cái nước giàu, chi phí đời sống cao, nhưng mà ngược lại tiền nào của nấy, mình không có nhà tôn, không có nhà lá. Mặc dù hàng tháng thì mình tốn tiền thuê nhà hay thuê căn hộ hay thuê chung cư vậy đó, hay là mình mua nhà trả góp vậy đó, mình tốn tiền, nhưng mà cái nhà của mình ở nó chất lượng. Đó thì những cái người mà người ta không có tính ra được, không có siêng năng lao động đó, thì người ta chê ở Mỹ làm cực khổ. Ở đây đang đi thấy bên đây có cái đống rác nè, tới nhá nhá cho các bạn xem. Rác mấy cái đồ treo màn còn tốt nè, còn trong bọc luôn nè. Trong bọc nè. Nghĩ cho cái đống đen này là đồ tốt không á? Cái máy hút bụi này còn chưa xé mạc nữa nè. Kiểu như để chặt nhà đó, rồi người ta lỡ mua về rồi không có dự ý á, quét tới quét lui mình không có thấy cái độ mạnh, hay là nó bụi bặm nó dính á. Nè các bạn nhìn không, mới toan nè, đâu có miếng bụi nào ở trong đây đâu, nhìn giống như chưa dùng qua luôn á. Hiệu này là hiệu tốt á. Cái miếng này để trên cái la phong nhà nè. Miếng này nè, miếng vuông vuông á. Như trên cái la phong cái trần nhà đó, người ta bỏ cái miếng lên. Đó thì có một bạn dưới comment nói có người quen, người thân ở bên Mỹ đó, người thì nói ở tiểu bang này được, có tiểu bang kia được. Ở đây gác này người ta bỏ cái thùng gì nè. Đó thì khi mà các bạn định cư qua bên Mỹ đó, các bạn cứ định cư cứ bay qua đại một cái tiểu bang nào làm cái chuẩn vậy đó, mình bay qua xong, xong xuôi rồi khi mình qua bên Mỹ á, bên Mỹ thì người Việt Nam của mình á, bên ngoài thì có cái sự cạnh tranh đồ này nọ, nhưng mà nói về lòng nhân đạo thì người Việt Nam ở hải ngoại, người Việt Nam sống ở hải ngoại có cái lòng nhân đạo. Cái bằng chứng là ngày xưa đó, các bạn biết á, mấy cái người mà tị nạn mà người ta đi qua bên những cái trại tị nạn đó, thì người ta liên lạc với người quen ở bên Mỹ hay là ở bên Úc đồ vậy đó, thì những cái người mà quen hồi lúc trước kia có quen
ở Việt Nam á, người Việt Nam quen với nhau á, là người ta gửi tiền qua bên chạy tị nạn, người ta giúp đỡ, rồi người ta lãnh đi qua bên Mỹ, bảo lãnh đi qua bên Mỹ để giúp đỡ cho người Việt Nam trong cái thời gian đầu đó. Có cái bạn này viết comment, bạn này nói có rất là nhiều người quen ở bên Mỹ, ở tiểu bang này, ở tiểu bang kia vậy đó. Có người thì ở tiểu bang làm ăn được, có người thì ở tiểu bang kinh doanh khá giả ổn định, có người thì ở cái tiểu bang làm ăn khó khăn vậy đó. Đã nói nước Mỹ giàu, đã nói nước Mỹ là giàu thì ở đâu nó cũng như ở đó. Trong 50 tiểu bang á thì có cái được, có cái mắc, nhưng mà tính cho cùng á là cân bằng ra đó thì rất là công bằng. Tại vì khi mà liên bang á, người ta viện trợ á, người ta ra một cái gói cứu trợ á, thì người ta giúp cho 50 tiểu bang đồng đều. Chứ liên bang không có bao giờ nói cái tiểu bang này làm ăn được tôi cho anh nhiều tiền, cái tiểu bang kia làm không được tôi cho anh ít tiền. Không có cái chuyện đó. Để mình đi luồn luồn vô mấy cái khu dân cư này, quay cảnh nhà cửa cho các bạn xem. Ở đây là cái khu Dorchester kế bên cạnh cái công viên mà mình thường đi bộ hàng ngày đó. Đi tập thể dục, đi tới đi lui, vận động cho nó khỏe, các bạn biết không? Đó thì 50 tiểu bang đều công bằng hết. Nhưng mà có một cái điều là tiểu bang này nó có cái này, tiểu bang kia nó không có cái nọ, bù qua sớt lại. Nói đơn giản vậy nè, ở bên Boston á, về đồng lương á thì nó cao, nhưng mà các bạn nhìn đi, đâu có dư đất ra làm giường, làm tược, có hồ bơi đâu. Còn ở dưới những cái tiểu bang thắt sệt, hay là những cái tiểu bang mà người ta trả đồng lương thấp hơn 20-30% so với ở bên Boston á, ngược lại các bạn lãnh cái đồng lương thấp, nhưng mà nhà cửa của các bạn có khu đất trồng rau, trồng đồ, trồng ớt, trồng cây kiểng đồ. Các bạn hiểu mình nói không? Tức là 50 tiểu bang tính đi tính lại là nó bằng với nhau hết. Khi mà các bạn ở những cái tiểu bang á làm ít tiền hơn Boston á, thì các bạn lại được có những cái thứ, như là các bạn có dư đất ra. Còn dân ở Boston á, người ta làm có cái đồng lương, nhưng mà ngược lại á, nhà cửa không có đất, không có đất đai. Này, như các bạn thấy cái đường này không? Đường này là đường hai chiều, chạy xe qua chạy xe lại là phải một xe đó là phải tấp vô nhường với nhau. Nhường với nhau. Còn những cái tiểu bang mà như Texas hay là Florida, mà những cái tiểu bang mà rộng đất á, thì họ sẽ không có cái đường nhỏ như thế này. Nếu mà có đó là chỉ là một chiều thôi. Còn đây là cái đường hai chiều. Ở đây có người ta dục gác kệ tủ đồ tùm lum tùm la hết nè. Như cái này là cái kệ để đồ nè, kệ tủ đồ. Cái này là cái lò nướng nè. Cái này là cái máy hít nè. Còn đây là cái bàn ship nè.
Không biết mấy cái cục này điện đài nó dùng gì cho cái gì. Máy này cái máy hút bụi nè, máy hút bụi. Hi, how are you? All right. Đi ngang có cái cô ngồi chào, ngồi trong xe. Nói chung á, 50 tiểu bang á, bù qua sớt lại là mắc cái này được cái kia. Nói cho cùng đó là cái thùng này là người ta bỏ rác luôn á, để ngoài đường, ngày đổ rác mà để ngoài đường gì á là người ta dục bỏ luôn á. Đó thì bạn này viết comment, bạn nói là có người thì nói là ở tiểu bang này giàu, có tiểu bang kia làm được, có tiểu bang kia không được gì đó. Câu trả lời á, theo mình á, là do cái tay nghề của mình, do cái tay nghề của mình. Chẳng hạn như nhiều người người ta nói ở tiểu bang này làm móng tay có ăn, tiểu bang kia làm móng tay có ăn. Mà mình có quen á, mấy cái người quen của mình, quen thân. Hiện bây giờ có người làm tiệm móng tay ở bên Texas, sống cũng không có thua gì ở bên Boston. Rồi mình cũng có người quen làm tiệm móng tay ở bên Las Vegas á, bây giờ là triệu phú. Một cái tiệm là có gần 50 thợ nail. Mà sở dĩ người ta làm triệu phú là người ta vừa làm móng tay nhưng mà người ta làm dịch vụ kích thuốc căng da mặt á. Rồi mình cũng có người quen làm móng tay ở dưới bang Florida, sống cũng được. Nếu mà các bạn có diện đi qua bên Mỹ á, thì cứ đi đại một cái tiểu bang đi. Qua bên đây á, qua bên đây á, rồi mình tính sao. Có nghĩa là sau khi qua bên đây rồi á, các bạn sau khi mà được đi qua bên Mỹ rồi, đến Mỹ rồi đó, các bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ quen người này người kia ở trong cộng đồng của mình đó, là người ta sẽ giới thiệu. Chẳng hạn như mình đi uống cà phê hay là mình đi làm ở trong công xưởng ở bên Mỹ á, thì người này người kia người ta sẽ kể cho mình nghe là tiểu bang này nó công ăn việc làm nó như thế nào, tiểu bang kia nó làm ăn như thế nào. Ăn thua cái tay nghề của mình á. Nếu mà các bạn cắt tóc á, là qua bên Mỹ sống mà rất là thoải mái, sung sướng. Thợ cắt tóc á, thợ làm tóc á, thợ sửa xe. Sửa xe không cần bằng, mình đi qua đây mình
đi làm công cho mấy cái người Việt Nam mà người ta có những cái shop sửa xe ở bên Mỹ đó, sửa máy á, sửa máy xe đó. Còn thôi là đầu bếp, móng tay, đặc biệt là cái nghề mà ai mà phụ nữ ở Việt Nam mà biết làm về cái nghề xe lông mi á. Xe lông mi á là ở bên Mỹ lương 100.000, lương tối thiểu á là 100.000 đô la. Cầm cái cọng dây xe cái lông mi á các bạn. Cái người Mỹ á, người ta ngứa cái chân mày á, người ta nghiện lắm. Nghề xe lông mi á ở bên Mỹ á lương tối thiểu là 100.000 đô la. Sướng hay không á, không phải là do cái tiểu bằng mà là do cái tay nghề của mình. Chẳng hạn như mình lái xe Uber, mình là tài xế lái xe Uber nè. Lý do đó là mình sống được đó là mình ở bên Boston hay là thành phố San Fran hay là Los Angeles. Một vài cái thành phố lớn như là ở bên New York. Còn nếu cái nghề của mình mà đi tới những cái tiểu bang mà nó không có thịnh hành á, chẳng hạn như các bạn thấy ở Việt Nam không, mấy cái trung tâm lớn như là Sài Gòn đồ á, là người ta chạy Grab có ăn. Nhưng mà đi về Củ Chi hay đi về những cái vùng mà xa xôi ở dưới miền Tây vậy đó, về những cái vùng xa xôi á, thì người ta không có nhiều khách. Đó thì mình trả lời cho bạn đó là đi qua bên Mỹ đó là giàu hay là thoải mái sung sướng là do cái tay nghề của mình. Còn mà nói về 50 tiểu bang á là nó giống như nhau hết á, không có cái tiểu bang nào mà lương tối thiểu mà nói ô cái bị tiểu bang tắc sạch là trả 5 đồng, ở Boston trả 10 đồng, không có chuyện đó. Khi mà liên bang á, người ta nói á, lương tối thiểu á, cho toàn nước Mỹ á 10 đồng là không biết bạn sống ở tiểu bang nào. Lương tối thiểu của các bạn là phải là 10 đồng. Chứ không có cái chuyện mà ở núi này trong núi kia được. Đừng có bao giờ mà mình nghĩ mình ở Boston mà mình ngó qua cái tiểu bang khác nó ngon hơn, hay là mình Boston mình ngon hơn. Cái ở trên tiểu bang kia nó có, còn cái tiểu bang của mình nó không có. Cái tiểu bang, cái những điều mà ở tiểu bang mình có đó là cái tiểu bang khác nó không có. Tùy theo mình chọn, mắc cái này được cái kia. Có rất là nhiều người làm, người Việt Nam của mình nó làm tỷ phú á, triệu phú á, triệu phú Mỹ á, ở những cái bang Texas hay là những cái bang Florida đồ gì đó, ở bên Louisiana đó có cái ông mà vua về ngành móng tay đó, chuyên bán về sản phẩm mà cho mấy cái người làm móng tay á. Đó thì nếu mà bạn có cái diện đi á, đi qua bên Mỹ cứ đi đi, đừng có màng lo đi tới cái tiểu bang này, đi tới cái tiểu bang kia. Tại vì nước Mỹ á, nó cũng cùng là một nước. Mình không thích bang này á, thì mình đi qua bang kia mình sống. Mình không thích bang kia thì mình đi qua bang nọ mình sống. Còn mà về nói mà về qua Mỹ mà làm giàu dễ kiếm tiền sung sướng là do cái tay nghề của mình. Nếu mà mình biết cắt tóc á thì
bất cứ ở đâu người ta tóc dài người ta cũng cắt. Mà mình nấu phở á, đầu bếp á, thì ở tiểu bang nào con người ta cũng phải đói. Nhưng mà có cái điều á là làm đầu bếp ở Việt Nam á, thì mình dậm chân tại chỗ, mình không có làm giàu được. Còn đầu bếp ở bên Mỹ á, thì mình để dành dụm á, tương lai á, là mình kiếm được bật triệu đô á, nó không có khó. Nghề sửa xe làm cũng rất là nhiều tiền. Nếu mà người mà biết xe lông mi á, mà mở ra một cái quầy, một cái shop mà để dịch vụ làm xe lông mi á, kiếm thêm vài ba thợ á, là một năm thu lợi nhuận vô cũng vài trăm ngàn đô la. Nghề thợ bạc, nghề thợ vàng, nói chung á là có nghề á là qua bên Mỹ là sống khỏe thoải mái. Nghề may ở bên Mỹ làm cũng ok. Một á là mình mở cái shop ra mình sửa đồ, mình may đồ, sửa đồ quần áo cho người Mỹ á. Còn không thôi á là mình đi xin vô những cái shop mà người ta buôn bán thời trang á, chẳng hạn như có một số thợ may người Việt Nam á, người ta may đồ cho thương hiệu Tiffany á, ở bên Boston á, lương của mấy người này là cũng gần cả 100.000 đô la một năm. Mình quen, mình biết mấy người này luôn, tại vì sống ở trong cộng đồng lâu năm mà đi tới đi lui á, quen người này người kia đó, rồi người ta kể cho mình nghe. Nếu mà mình biết về đầu bếp á, nấu ăn á, nấu đồ ăn Việt Nam á, qua bên đây là mau làm giàu lắm. Nghề nhà hàng á, tại vì những cái tiểu bang mà làm ra tiền như Boston hay là bang Cali hay là những cái tiểu bang New York á, thì bạn làm nhiều tiền á thì bạn chi phí đi ra ăn xài nó cao. Cuối cùng á thì cái đồng lương mình lãnh về á nó cũng bằng như những cái tiểu bang khác, cho nên không thể nào mà mình nói được là cái tiểu bang kia giàu, cái tiểu bang nọ làm ra tiền, cái tiểu bang nọ. Giống như lúc đầu video mình nói đó, khi mà chính phủ người ta ra một cái gói cứu trợ, người ta viện trợ á, là người ta viện trợ công bằng cho 50 tiểu bang, chứ người ta không bao giờ người ta nói ô cái tiểu bang này làm lương nhiều, dân giàu nhiều quá, không cần, tôi cho anh ít, còn cái tiểu bang kia nghèo quá tôi cho anh nhiều. Không có cái chuyện đó. Cái đồng lương tối thiểu cũng vậy, chính phủ nói là không biết bạn sống ở trong tiểu bang nào, đi làm lương tối thiểu á, là trả tối thiểu á,
là phải bằng nhau hết trong 50 tiểu bang. Chứ không có cái chuyện mà nói ô băng Boston trả tôi 9 đồng, băng Texas trả tôi 7 đồng. Không có. Tối thiểu 10 đồng là phải trả 10 đồng bằng nhau hết. Sở dĩ mà mình biết được cái điều này là mình có đi đây đi đó, các bạn biết không? Mình đi đây đi đó. Vào năm 1993 đó, mình cùng với một cái người bạn của mình lái xe xuyên, chạy xuyên nước Mỹ luôn, từ ở bên Boston đi qua bên Cali, hai tuần sau chạy về Boston lại. Mặc dù là mình chưa có từng đi vô thăm từng tiểu bang, nhưng mà mình đi xa mình nhìn được cái bối cảnh. Tại vì có nhiều người ta chưa đi á, người ta coi qua phim ảnh hay là người ta nghe kể, nó không có thực tế bằng chính mình đã từng đi qua. Đó thì trong cái cuộc hành trình mà mình đi xuyên nước Mỹ đó, hồi đó đó mình nhìn lại á, thì mình thấy mỗi một cái tiểu bang họ có một cái hay của họ. Nhưng mà nói cuối cùng thì nó cũng giống như nhau hết á. Nó giống như nhau là ở cái chỗ này nè, thí dụ như bây giờ đó là ở bên Boston đi. Một cái người thợ neo người ta làm 4.000. 4.000, người ta đi về người ta thuê cái căn hộ hay là người ta mua nhà trả góp, thì người ta trả chi phí hàng tháng á nó cao lên. Còn cùng là một cái người thợ neo mà người ta làm ở bên Atlanta hay là ở đâu á, ví dụ mình nói ví dụ ở Virginia hay ở đâu á, ví dụ người ta lãnh có 3.000 à, thì bạn ở Việt Nam bạn nghe người ta kể, bạn nói ô sao tôi quen cái người kia, người kia nói anh ở Boston anh làm 4.000, chị ở tiểu bang nó chỉ làm có 3.000 vậy. Nếu mà các bạn không hiểu á, các bạn không có sống ở đây như mình á, các bạn không hiểu á, thì các bạn nói wow đã quá ta, ở bên Boston 4.000, thôi mình đi qua bên, mình chọn đi qua bên Boston mình ở đi. Nhưng mà cái chi phí giống như mình vừa nói á, chi phí mà mình trả cho chỗ mình thuê căn hộ á, apartment á, hay là mình mua nhà trả góp á, nó cũng cùng là một cái căn nhà, cái diện tích nó bằng nhau ở tiểu bang này với lại ở bên Atlanta, Georgia hay là ở Virginia, mình nói cái ví dụ. Mà thậm chí ở bên Atlanta đó, nhà đẹp, nhà rộng, nhà mới, có nhiều đất hơn. Mà người ta trả thấp. Nhưng mà cái động lương của người ta đó là người ta cũng cùng là một cái người neo. Hàng tháng người ta lãnh về 3.000, ở Boston người ta lãnh về 4.000, ở New York người ta lãnh về 5.000. Nhưng mà ở bên Atlanta đó là người ta trả lãnh cái đồng lương 3.000, người ta trả cũng cùng cái diện tích nhà, cũng cùng vậy á, tất cả mọi thứ cũng giống như ở Boston á, người ta trả thấp, ở Boston trả cao. Thì cân bằng qua đi lại á là nó y chang, nó không có khác gì hết á. Giống như bây giờ á, ở bên tiểu bang của mình nè, người ta nói cảnh đẹp, sống ngon đồ gì đó. Nhưng mà ngược lại là bên Boston á, người ta được cái chỗ đó nhưng mà ngược lại người ta bị lạnh. Thì đâu tâm lý mà đâu có ai thích mình bị lạnh. Xong người ta dọn về bên Florida. Bên Florida thời tiết nó ấm áp ngon nhưng mà trời nó cứ gầm gầm vô mùa hè, nó mưa, nó bão nó. Các bạn hiểu mình nói không? Cho nên quyết định được cái cuộc sống của mình á, khá giả lương bổng á, là
dựa theo cái tay nghề. Nếu mà các bạn ở Việt Nam mà, ý của mình nói đây là các bạn cứ hãy quên đi cái chuyện đi định cư qua bên Mỹ sẽ ở tiểu bang nào, mà hãy tập trung vô cái tay nghề của mình. Nghề mai, nghề nấu ăn, nghề móng tay, nghề sửa xe, nghề cắt tóc. Có nhiều người á, người ta không có sáng dạ đó, người ta nhìn mấy cái người ở bên Mỹ á, mặc đồ vest, cầm cặp đồ này nọ đi làm văn phòng á, là người ta tưởng đâu mấy cái người đó là mấy cái người làm nhiều tiền. Nhưng mà đối với người Mỹ á, các bạn biết ai là người nhiều tiền không? Thợ sửa nhà, thợ chạy ống nước gọi là plumber á. Nếu mà nhìn theo cái sự mà đánh giá của người dân Việt Nam của mình đó, là người ta nhìn vô mấy cái người mặc đồ vest, đeo cà vạt, đi làm văn phòng đồ gì đó, người ta tưởng đâu những cái người này là có lương cao. Nhưng mà trên thực tế á, người Mỹ với người Mỹ mà người ta định giá với nhau á, người ta hỏi theo cái nghề á, mà cái ông đó ông nói tôi là nghề sửa nhà là cái ông đó có tiền. Còn cái ông đó ông nói là tôi thợ sửa ống nước là plumbing á, plumber á. Cụ thể là ngày xưa mà vợ chồng của mình mở cái tiệm nail á, mướn cái công ty đó xuống chạy hai cái ghế chân á, hai cái ghế mà hai cái bồn mà làm chân á, chỉ có nửa ngày à, các bạn biết mình tốn bao nhiêu không? Cách nay mười mấy năm, $4,000 họ xuống họ hàng làm đâu nửa buổi $4,000. Còn mà mấy cái ông mà Việt Nam mà sống về cái ngành sửa nhà đó, các bạn biết không? Vô đánh bóng sàn nhà đó, đánh quét sơn đồ luôn hả, chưa đầy một ngày nữa. Tại vì cái máy đánh nhám sàn nhà đó, xong rồi sơn á, làm có một buổi à, các bạn biết bao nhiêu không? $2,000-$3,000 cho mỗi một căn nhà, mà làm chưa được nửa ngày nữa. Đó thì bây giờ các bạn hiểu rồi đó, ăn thua là mình có cái tay nghề. Khi mà muốn đi định cư qua bên Mỹ á, là mình phải biết á, là cái tay nghề của mình. Định đoạt qua bên Mỹ á, mình định đoạt không biết ở tiểu bang nào. Quyết định về cái tương lai của mình mà làm nhiều tiền hay ít á, là do cái tay nghề, chứ không phải là do cái tiểu bang. Ở những cái tiểu bang lớn á, như tiểu bang Boston của mình nè, New York nè, Los Angeles, San Francisco nè, những cái tiểu bang mà càng giàu càng lớn á, là càng bị cháy túi. Ở những cái tiểu bang á, mà giá nhà rẻ, lương thấp đồ vậy đó, đất rộng đồ vậy đó, vậy mà lại dư tiền. Cho nên cái người mà kể với các bạn đó, người ta nói do cái tiểu bang giàu, cái tiểu bang làm ăn được, cái tiểu bang thành công, tất cả những cái người trong xã hội á, người ta thành công hay không á, là do cái tay nghề của người ta. Kể cả mà cùng là một thợ nail cũng vậy nữa, cái thợ nail á, mà có kinh nghiệm á, 5 năm á, làm ít tiền hơn là cái thợ nail có kinh nghiệm 20 năm. Cũng cùng là một cái thợ nail, hay là một cái thợ sửa xe, hay là một cái thợ cắt tóc. Đó thì bỏ ra ít phút trả lời cho comment cho một cái bạn nói đó là ở bên Mỹ có phải là tiểu bang này nó khá giả hơn tiểu bang kia, tiểu bang này làm có nhiều tiền đồ gì đó. Thì mình trả lời cho bạn đơn giản là ăn thua và cái kinh nghiệm, cái tay nghề của mình